Em chào anh chị em hiệp 2 của đêm ngày mùng 15 tháng 7 nha anh em. Hiệp 2 này thì em bán giá áo cùng giá lao động, đồng giá là 100 ngàn một cái. Vì giá lao động thì chắc chắn là thứ nhất là nó sẽ cũ này, thứ hai nó sẽ lỗi này, thứ ba là nó sẽ dơ. Anh em chuẩn bị tâm lý giùm em như vậy nha. Cho nên em bán giá 100.000. Thì cái này là em like nhanh, không có review chi li nhỏ từng chút như những con đắt đâu nha anh em. Giá lao động anh em phải biết giùm em là giá lao động 100.000 một cái, đồng giá. Em đọc mã và anh em chốt thôi. Rồi, con này là áo hải quân vai 50. Vai 50 dài 75 ạ. Quên này em quên đọc số điện thoại á. Số điện thoại của shop là 0911 337 139. Con này là áo hải quân Mỹ. Mỗi cái bộ tem này không là đủ tiền rồi, không cần phải là lấy áo nữa. Ở dưới này có sơn này. Con áo này thì độ mới chỉ còn được 90%. Nhưng mà nó bị rớt cái line này, em về lên line giùm em phát. Ở đây nó bị rách nữa nha, rách ở sau lưng lên một chút. Nhưng mà cái này anh em lấy tem là đủ rồi. Em thấy tem cổ, tem vai này, không, tem cổ, tem ngực. Rồi con này em bán mã số 40. Ai chốt lên mã 40 giùm em. Tiếp một con sơ mạc vải kaki dày. Con này đẹp, bao đẹp luôn. Chỉ có cái là bị dơ. Vai 53 dài 88, dài 98. Nó bị dơ nha em. Áo thì mới kẹn luôn á. Đây, nó dơ nguyên cái phần này. Anh em mà thích bẩn là mua về xử lý được, xử lý nha. Phần này nó dơ này, phần này nó bị dơ. Cái này là dính cái ố gì em cũng không biết luôn. Mới, chất vải kaki, lát x long. Chốt giùm em con này là mã số 39, 100.000. Rồi một con ACU chống cháy nha anh em. ACU chống cháy. Con này vai 53, dài áo 79, vai 53 dài áo 79. Con này chống cháy, mới đẹp nhưng mà size nó là lát long. Mới đẹp nhưng mà lại to. Chốt cho em mã 41, 100.000. Tiếp con này là màu vải caro màu đen. Quần 6 túi hộp. Anh em mua và phối hợp với cái con này thành một bộ. Áo này thì được có 94-95% nữa thôi. Nó bạc bạc, hơi bạc bạc nhẹ rồi. Vai 51 ạ. Áo thì hơi long. Áo thì dài tới 90. Dài tới 93. 93 nhưng mà con này anh em về mà thích. Đấy, anh em cắt ngang đây này. Không, dài mình vừa tới đâu thì mình hớt tới đấy vì nó có hai cái túi trên à. Áo này cái cổ nó cũng hơi sơn sơn chút. Nói chung là 90% thì em có đọc không có lủng rách. Ở trên này có vết gửa tem anh em. Có cái vết gửa tem này. Rồi, con này ai chốt chốt giùm em mã 54. Mã 54 ạ. Tiếp một con sơ mi vải kaki mềm mát anh em. Con này thì của Mỹ. Mà em đo vai của nó là vai 55, dài áo 81. Áo này thì đẹp nhưng mà cũng bị dơ mất chút đây này. Bị dơ một chút này. Con này mã 49, 100.000 ạ. Mã 49, 100.000 ạ. Tiếp một con ACU vải thường ạ. ACU vải thường, con này lát roller nha anh em. Con này đẹp. Áo này thì đẹp. Chỉ có tồi to. Bán rẻ cho anh em luôn. Độ mới 97-98%. Mã 53. Mã 53 nha anh em. Mới uống nước lắm. Rồi con này là kaki 4 túi hộp. Kaki mềm nha anh em.
bỏ đó ấy. Con này thì độ mới 94% nữa thôi nha, mềm nhẹ. Con này là China gia công cho Mỹ rồi nè. China gia công cho Mỹ nha em. Rồi em đo vai luôn. Anh em cảm thấy vừa là mình chốt nha anh em. Vai con này 64. Có ai to bằng con này không? Dài 78. Vai gì mà vai 64. Mấy anh em là 2x lát là 60. Con này là 64 là nhảy qua 3x lát rồi. Rồi con này là mã 38. Nhưng mà mát nha. Nó bạc nhưng mà nó mát. Mã 38 anh em. Tiếp một con cắt vàng này. Con kaki cắt vàng. Cắt vàng này dày nha anh em. Ba cái. Ừ, con đưa bút con cạch lên cho mẹ biết này. Ngày thứ ba con vạch đánh dấu vào số 3. Giỏi. Con đếm từng ngày á, gạch trên cái đầu số 3. Đó, gạch đó một cái là được. Cộng á? Ừ, cộng được. Viết số cộng được. Số 3. Rồi, xong. Giỏi. Cộng 2 nữa. Ừ. Ngày mai là ngày thứ tư. Được, đếm từng ngày vậy được. Rồi em lên, sorry anh em nha, em lên tiếp cái con cắt vàng này ha. Con này chất vải rất là sợi rất là to. Con này sợi to thì thông thoáng mát rồi đây. Nhưng mà nó bị lỗi một chút ở đây này. Nó bị lỗi chút ở sau vai này. À, sau lưng á. Con này là màu vàng cát. Có vai, có cầu vai đàng hoàng anh em. Con này đây cái tà ngang của nó này. Cái tà bên hông của nó này. Con này là vai 42 ạ. Vai 42 dài 77. Áo này có lỗi một chút anh em. 100.000. Ui trời bẩn cái con này nó sót quá. Rồi đây nó bị lúng lên này. Đây bị lúng à? Không phải, nó may. Con này lỗi thôi, đừng có bán à. Con này đang đẹp mà nó bị lỗi. Rồi em lên tiếp con này nha anh em. Con này rần ri này. Ông tay nó cũng bị lỗi này anh em. Trên cái bắp vai á, anh em về mạng vào đây một cái tem là nó che được. Chất vải caro hai bên nó gỡ tem hai vai nó bị lúng ha. Áo thì đều đẹp. Áo thì đều đẹp hết. Về anh em thích cho mùi vô mắt nữa, khoét nách tay dục ông tay luôn. Cắt ông tay luôn, vai 50 ạ. Dài áo 79. Anh em cắt nguyên cái ống tay này luôn này, nếu mà anh em thích bẩn cho nó mát. Còn không thì mình may lên hai bên hai cái tem. Rồi áo còn đẹp nha anh em. Giày caro chốt trên mã 50. 100.000. Tiếp một con multicam vải thường luôn này. Tất cả là có lỗi nha, anh em lưu ý giá mà 100.000 là nó là không có còn ngon nữa đâu. Vai 53. Dài 71. Multicam. Đây, rụng một lỗ nha anh em. Đây nữa nè, rụng một lỗ, áo thì đẹp lắm. Có cái rụng một lỗ thôi. Rồi chốt cho em con này là mã 46 ạ. Mã 46 ạ. Tiếp con ACU nha anh em. ACU con này size lắc lông. Chất vải thường. ACU con này thì đẹp chứ không có lầm lỗi, chỉ có cái tội to. Chỉ có cái cổ này nó hơi dơ một chút xíu này. Lát lông là anh em phải 80-90kg và cao 1m74-1m8 đấy. Vai 52. Dài 82. 100.000 chốt cho mã 44. Tiếp con Sumi này anh em. Sumi này vai 55. Dài 78. Vai 55 dài 78. Nó bị dơ chút ở sau cổ này. Sau cổ nha anh em.
Mấy con này anh em thực sự phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới mua nha. Áo thì đều đẹp hết á. Tem này. Rồi chốt cho em con này là mã 48 ạ. Mã 48 nha anh em. Cái con này thì không quần, chất vải caro hay còn gọi là cọc trắng. Vai 48, dài 74. Vai 48 dài 74. Con này liền nó gỡ cái tem ở đây, nó lủng một lỗ này. Anh em mua một cái tem của không quân may lên đây dùm em cái là xong sẽ nè. Áo thì đang còn rất là đẹp. Nó bị hai bên luôn ha. Thì hai bên hoặc là mình khỏi tem, mình mạng dít dắt cho nó xong. 100.000. Chốt cho em mã 52. Mã 52. Tiếp con ICU nữa nha anh em. Con này lát X long. Lát mà X long nha. Anh em phải cao 1m8 mới được á. Vai 53, dài 84. Áo đẹp nha em. Không có lầm lỗi gì hết. Đùi to bán rẻ mới 98%. Rồi ai chốt con này mã 45. Mã 45 nha em. Tiếp một con rần ri này em này. Con này nó rách vai này. Đó, nó rách, con này là rách rồi nha. Ở đây nó gửi tem đi em. Con này là vai 465. Dài áo 75. Vai 465. Áo này xuống màu đi em. Thì tệ hại nhất là cái vai bị rách này. Đó, về mạng giùm em cái. Rồi xong con này 93%. Mùi cận hả? Trời ơi, đầy đuôi vậy. Rồi, rồi bảo bật cho con. Bật quạt cho con. Hai cái đuôi này. Vợt muối đi, cầm cái vợt mà vợt muối đi. Sốt xuất huyết, bữa nay dịch đang dịch sốt xuất huyết qua trời luôn á. Sốt chết luôn nhưng phải sốt sống không. Ờ, cái cổ nó hơi bạc bạc chút nha anh em. 100.000 mã 71 nha anh em. 100.000 mã 71. Tiếp vào con thủy quân vàng, con này cũng 93% nữa. 93% nữa. Rồi con này là vai 49. Vai 49 dài 91, dài 81. À, không có lầm lỗi hay, nhưng mà nó bạc màu nha em. Bạc xuống màu luôn rồi đó. Rồi mã 73. Tiếp một con ICU vải thường nữa anh em này. Lát reo lơ. Lát reo lơ. Con này là vai 53. Dài 79. Áo đang đẹp nha em. Áo đẹp tối to bán rẻ luôn. Mã 5. Mã 51 rồi, nãy có mã 51 chứ ta. Mã 51 nha anh em. Cái con thủy quân vàng này là ở đây em phát hiện ra nó không phải. Cái chỗ này nó gờ cái tem mà nó còn thừa để vải lại, không phải lụng. Mã 51. Cái con vàng này, chỗ này nó gỡ tem cũng bị lỗi anh em ạ. Đây này. Cái con thủy quân vàng này này. Đấy, nó gỡ tem ra mà cái đường chỉ của nó bị cắt, bị lỗi đây này, bị lũng á. Này mã 73. Rồi, tiếp một con này màu xanh. Màu xanh đen anh em. Con này là 6 cái hộp. Nhưng mà áo thì 4 túi. Xuống áo cũng còn 93%. Nhưng mà xanh bạc đều màu vải vân dày nha các rô ạ. Hàng chuẩn Mỹ hết nha anh em. Vai là vai 63. Dài áo 77. Anh em mà mua có 100 một cái thì chịu khó chốt cho được 2 cái nha. Chứ một cái là rất là khó đi đơn. Vì tiền cước nó như nhau à. Mã 37 ạ. Tiền cước như nhau, như nhiều cũng bằng ít, ít cũng bằng nhiều.
Tiếp một con hải quân ạ. Tiếp một con hải quân đi em. Con này vai 47, dài 82, vai 47 dài 82. Ở đây có một cái tem. Con này nó chỉ dơ khúc dưới thôi. Áo thì còn dày mới và đẹp, chỉ bị dơ chút ở dưới ta thôi. Cái cổ thì nó vẫn khèn ấy em. Em nhìn cái cổ nó vẫn khèn. Con muối không biết. Rồi con này là 95-96%. Còn có một cái tem à. Chốt cho em con này mã 65 ạ. Mã 65. Sao vậy? Đây con này là mình cắt nách này anh em này. Một con thủy quân vàng, nếu con nào mà rách nách cắt như vậy luôn, bẩn áo cho nó mùi luôn nha anh em. Con thủy quân vàng, vai 51, dài áo 77, bẩn con này rất là ngầu luôn. Ấy, thấy chưa, anh em thấy chưa, khoét nách luôn, vứt ống tay luôn. Rồi chốt cho em con này mã 62 ạ. Mã 62. Cái con Asiu này bình thường mà nó bị dính cái gì hồng hồng. Con này đang còn đẹp lắm mà nó dính cái này phấn. Cái này chắc là giặt ra được. Này là nghi là con em nó đưa phấn nó chơi à. Samedum Roller. Nó bị dơ phấn và dơ chút dưới này nha em. Về mình giặt cho em cái nha. Vai 50 ạ. Dài 74. Rồi ai thích chốt cho em mã số 3 100.000. Mã số 3 163 nha em. Mã 63 100.000. Một con sơ mi này. Sơ mi của Mỹ, lễ phục của Mỹ, dài tay nha em. Con này là vai 56. Dài áo 79. Vai 56 79. Trên cổ nó có hơi dơ dơ một chút, về giặt giùm em cái nha. Áo này cũng có hai vết dơ này. Em nhìn thấy một hai vết dơ này. Trên chỗ túi có một vết dơ nhẹ nhẹ nữa nha nha. Rồi con này là ai chốt chốt cho em mã 69. Em có con này mới hàng độc nè. Bữa nay có cái lô này không biết nó nằm ở đâu ra, nó chui đâu ra nên không biết. Anh em nhận ra cái đồ gì không nhé? Mì ơi, mì ơi, mì ơi. Con này rách rồi. Con này. Mì ơi, mì ơi, mì ơi. Cái này là biệt kích của Trung Quốc. Mẹ có chào bác không? Chào các bác đi. Anh chào các bác. Chào đàng hoàng, vòng tay lại. Con chào các bác. Con chào các bác. Các bác. Rồi. Nhiều khóc chơi. Dạ vâng. Tỉnh ra. Tỉnh ra, được rối. Mẹ ơi cho con, mẹ con đi cho con nha. Mẹ con, 17 ngày là mẹ cho. Mẹ quay. Rồi tiếp một con này vải caro nha. Bên đây 13. 13 ngày. Con này là vai 46 ạ. Mai. Con này dài 80 ạ. Rồi con này bạc đều màu nha anh em. Chất vải của nó là mềm nục rồi nha, nhưng mà còn thao rồi anh em bật. Cái áo thì mềm ấy, nhưng mà con này anh em còn thao bật. Vết gỡ tem tạm thời chưa có thấy lủng rách đâu hết. Biết có cái vết lủng đâu không biết nữa. Em nói thiệt anh em á, với cái áo mà em vừa như like hồi trước em có nói, em bán 100.000 là như kiểu em cắt mười mấy cái cúc này em bán này. Em cắt cái cúc này em bán là 100.000 một bộ áo này. Rồi trên con áo có những cái tem này.
là có nghĩa là không phải là em bán áo mà em bán cái phụ kiện của cái áo này là 100.000. Cho nên khi em like em bán 100.000 thì anh em phải để ý giùm em, rồi về bảo là ui dồi, bán cho tôi cái áo rách lũng như thế này mà 100.000. Đấy, cho nên anh em lưu ý giùm em nha. Rồi tiếp vào con ACU nha anh em. ACU con này vai 53, dài 77 ạ. Vai 53 dài 77. Con này vải thường, con này thì được 95% thôi. Lát rêu lơ, lát rêu lơ. Con này mã 64 nha anh em. Ở đây có một vết dơ nhẹ nhẹ một chút này. Mã 64 ạ. Anh em chơi đồ Hàn không? Em ở trong này có 3-4 con áo của Hàn Quốc ấy. Ở trên cái cổ này nó bị dơ một chút thì anh em về giặt giùm em cái, chất vải caro à. Con này là vai 46, dài 74, áo đẹp này. Tem của nó 1-2 tem, 3 tem nha anh em. Con trai cũng chỗ khác yêu mẹ mà cũng cũng yêu. Rồi 100.000 luôn nha anh em. Chốt mã 60 giùm em này. Con tránh ra đi. Em có 4 con, anh em chịu khó chờ em chút nha. Một con áo này của mấy ASU vải thường. Con này là vai 52, dài áo 83, vải thường đẹp. Con này đẹp lát lông. Con này mã 66 100.000 nha anh em. Mã 66 100.000. Hồi nãy em có chỉ cho anh em đo quần, giờ em sẽ chỉ cho anh em đo áo nha. Anh em mà khách mới chưa có biết đo áo thì gấp giùm em con áo cầu vai của cái áo này. Trên cầu vai đo từ đây qua tới bên này là anh em sẽ có một số đo vai của mình. Nhưng mà với điều kiện lấy một con áo nào của anh em sơ mi bận vừa nhất, họng bận vừa nhất, đẹp nhất, anh em ưng nhất là anh em đo giùm em. Như vậy là biết số đo vai của mình ha. Rồi con này là vai 45, cắt bọc đi con. Dài áo 72 ạ. Anh em nhìn tem này, 1 tem, 2, 3 tem, 4 tem. Áo không rất lụng gì hết. 100.000. Mã 59. Mã 59 ạ. Tiếp một con này cũng vải caro luôn, Hàn Quốc luôn. Vai 50, dài 74. Anh em sưu tầm đồ Hàn thì chơi đồ Hàn này. Con này hai cái ve cổ này nhé. Vai này, à, ngực này. Tên trước ngực luôn này, không lủng rách. Rồi chốt em mã 57. Con đẹp 77. Được rầu, hiểu rầu. Tiếp một con ACU của Mỹ anh em. Một con này hơi to cho nên em bán rẻ 100.000 thôi. Rồi con này vai 56, dài áo 83. Vừa mi kiêng như được 17 ngày mẹ tặng ấy mà giờ lại cho coi tivi một chỉ thôi. Con coi hai cây thôi. Mẹ ơi. Chỗ này con phá luật là không được tặng nữa nha. Cho con coi hai cây thôi. Con hỏi bà thôi. Con này rất là mới nha anh em. X lát x long. Đó, mới vừa to và vừa dài mới nha. Con này chốt mã 55 giùm em ạ. Mã 55 nha anh em. X lát và x long. Tiếp con này rần ri vải cơ kia. Trời ơi, vậy mà đòi lấy lập rắc. Ui xời. Rồi con này là vai 50 ạ. Vai 50 dài 72. Vai 50 dài 72 ạ. Con này là chất vải cơ kia, sao nhìn đẹp thế. Chưa có thấy rách lụng gì hết. Đây. Con này là về may lên giùm em cái tem nha. Nó bị rách. Đây rách.
ở đây vết in nút này. Đó. Con này cũng 95%. Chốt cho em con này là mã 72. Mã 72 một con ICU tiếp nữa nha anh em. Con ICU tiếp nữa nha. Con này là medium long. Medium long, con này đẹp. Có cái chữ long là nó hơi dài chút thôi. Vai 50-51 à. Dài áo của nó là 79. Rồi ai chốt con này chốt cho em mã 43. Mã 43 nha anh em, có một con hàn nữa này. Có một em hàn lẫn vào đây nữa anh em này. Ồ, con này cái tem hơi bị vít luôn. Ừ, bên vai này. Qua chừng tem nha anh em. Con này là vai 50 ạ. Dài áo 81. Chất vải caro mềm nhẹ nha anh em. Em bán cái dàn tem này là 100 ngàn là em bán bay đứt. Cái gì? Rồi ai chốt con áo này chốt cho em mã 56. Ba ơi, thằng Hào nó kêu không coi tivi 7 ngày nữa để phần thưởng mà giờ nó lại đòi cho con coi một chút à. Rồi tiếp một con không quân nha anh em. Một con không quân vải cơ kia. Con này là vai 43. Dài 73, vai 43, dài 73, chị Vi đứng lên đi chút đó. Con này bạc đều màu nha anh em, 93% độ mới. Bạc đều màu không lủng rách, 93% độ mới. Bán rẻ cho anh em con này luôn. Con này là mã 76, 100.000. Tiếp con thủy quân vàng này. Tiếp con thủy quân, con này là em nói không biết anh em. Cái gì? Con này em báo cáo anh em là không biết anh em bận thỏ được mấy hôm nha. Con mẹ đang bận, vào nói chuyện với ba đi. Mẹ ơi, cái áo này là còn một cái tem là được 50.000 này anh em nhá. Nhưng mà con áo này á, thì nó mỏng mòn, mòn mỏng. Nhưng mà em nghĩ chắc là anh em tha hồ, anh em bận tính ra một ngày 10.000. 10 ngày thì em bao. Một ngày 1.000. À, một ngày 10.000. Nếu như 10 ngày thì em bao. Bao anh em bận 10 ngày luôn. Còn mà bận 1 năm thì em không có dám bao. Nhưng mà em nghĩ là thừa sức anh em bận được cả năm. Đấy, em báo cáo nha. Anh em nhìn cái áo sau lưng bạc, phơ bạc phách này. Nhưng mà đang còn chắc lắm nha. Vai 50-51. Dài 83. Rồi chốt cho em con này mã 77 nha anh em. Một cái tem này là anh em lấy được một nửa rồi. Còn 50 ngàn anh em bận 5 ngày nữa. Rồi tiếp một con này vải caro. Tiếp một con này vải caro. Hàng chuẩn Mỹ nha anh em. Con này vai 47. Dài 77 ạ. Vai 47 dài 77 nha anh em. Con này chỉ có vết in nút này. Cái vai thì vết gỡ tem này. Con này lủng nha anh em. Nó mạng đây rồi á. Bên này là nó gỡ tem này. Hồi nãy em thấy có chỗ nào nó lủng nữa mà. Có nghĩa là con này sẽ có vết lủng nữa. Mà giờ tìm chưa có ra. Nhưng mà áo này đẹp nha. Đi uống cà phê vô tư nha. Bây giờ bán 100.000 thì anh em không cần phải do dự về lấy cặp bộ một cúc là đủ rồi. Mã 75. Ai chốt con này mã 75. Vải còn rất là dày. Uống cà phê cà pháo vô tư vi vu luôn. Rách vì lũng gì cũng vô tư luôn. Rồi tiếp một con ACU vải thường. Nó dày, nó đơ như cái bánh đá. Con này nó đó, hơi dơ một chút về giặt giùm em cái.
vai dày nha em. Vai của nó là vai 50, dài áo 74-75. Rồi ai chốt con này chốt giùm em mã 74. Ủa hai con 74 hả chàng? Này 75 như 74. Này con cắt đứt tay nhé. Ừ cắt đứt tay luôn ý. Khỏi biết. Rồi một con áo hải quân nha anh em. Mẹ đang like chứ không like là mày đập thằng Hào một trận đó, nói trước cho biết đó. Vai 46 ạ. Dài 76. Rồi cái chỗ này nó gỡ tem lên em, nó còn bạc cái áo rồi đó. Đây đằng sau lưng nó có một vết lũng này. Có một vết lũng ạ. Áo thì cổ nó dơ, cổ anh em về giặt giùm em cái nha. Con này là vải thì đang dày, mã 79, 100.000, mã 79, một con chống cháy nha em, ACU chống cháy này, ACU chống cháy, con này là vai 52, vai 52 dài 75, lát rêu lơ, con này phần này nó hơi dơ dơ một chút hộp á. Hộp bây giờ hộp biết đâu không biết. Con này chơi chút đâu. Con này là mã 78 nha anh em. Mã 78. Hả? Mã 78 ạ. Tiếp một con này vải caro nữa anh em này. Con này nó lục lục cái áo này. Đây. Nói chung con này giờ chưa thấy gì hết, vết gờ tem thôi. Ở trên cái vai này nó gờ tem thì nó bị lũng mất phát thôi. Lũng cái đó chả có ăn nhầm gì hết. Không ăn nhầm gì hết đi em. Đây có một cái lỗ lỗ tâm nhỏ nhỏ này. Rồi, chỗ này nó có lỗ tâm nhỏ nhỏ thôi nha anh em. Lỗ siêu siêu thôi. 100.000. Rồi ai chốt con này chốt giùm em mã 80. 80 hết nha anh em. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em. Anh chị em ưng cái nào cứ alo em ha. Em lên video tiếp theo này.